Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Nay em giới thiệu đến mọi người một bộ combo ha, cho những bác nào thích chơi CD không thôi nha. Còn CD ở trên này là 1650AZ nè, của Denon. 1650AZ ha. Con này có sức âm cổng quang ha. Mắt đọc tốt không cán đĩa. Và khiển rin nha các bác. Mặt đẹp ha, mặt đẹp. Bên cạnh nó có hơi bị có hai vết cấn nhỏ xíu, không có ảnh hưởng lắm. Tổng thể là đẹp và hàng đẹp zin. Giá của nó là 7 triệu ha. Và con âm ly ở dưới này là con âm ly đời cao của Denon ha. Con này nó là con 2000 ba la mã nè. Nó rất là nhiều cổng vào nha các bác. Hai đường âu ha. Một đường CD, một đường phono ha, một đường thép, đường MD ha, một đường thinner. 2 4 6 7 đường vào nha các bác. Và mặt còn đẹp long lanh ha, mặt còn đẹp lắm các bác nha. Con này 275W. Đánh tất cả các loa các bác. Con 2000 ba la mã này thì nó nổi tiếng rồi ha. Con này 13 triệu 800 nha các bác. Và con ở trên này đầu CD là 7 triệu ha. Con dưới này là 13 triệu 800 âm ly ha. Nặng khoảng 20kg nha các bác. Rất là nặng ha. Đây là phía sau lưng của nó ha. Con này nó có xuất âm cổng quang nè. Xuất âm cổng quang chứ không phải là quang vào ha. Không có giải mã nha các bác. Xuất âm cổng quang thôi. Công suất tiêu thụ nó là 17W ha. Rồi. Đây là con âm ly ha. Đánh được hai cặp loa ha, bên đây một cặp và bên đây một cặp các bác. Công suất tiêu thụ của nó là 275W nè. Ở đây là các jack kết nối ha. 7 đường vào cho mình kết nối thoải mái tất cả các thiết bị ha. Kết nối được nhiều thiết bị.